Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không nay giờ hơn một lần nữa, Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thạnh cũng xin chia sẻ tâm tư nguyện vọng cũng vì cuộc sống mưu sinh. Nếu như video có lại làm phiền tới thời gian của cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn thì xin hãy thông cảm và bỏ qua cho. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ top 7 mẫu xe máy tiết kiệm xăng nhất tại thị trường Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu luôn là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình tìm hiểu và quyết định mua xe. Top 7 mẫu xe máy tiết kiệm xăng nhất dưới đây sẽ khiến cho các bạn vô cùng bất ngờ. Ở vị trí số 1 là Honda Future 1,54 lít trên 100 km. Thuộc phân khúc xe số tầm trung tại thị trường Việt Nam, Honda Future được trang bị động cơ 4 kỳ, dung tích 124,9 cm3, la mắt bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất 9,1 mã lực và mô men xoắn cực đại 10,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản Honda Future 125 Fe là 1,54 lít trên 100 km. Như vậy Honda Future 125 Fe là cái tên dẫn đầu trong thị trường xe máy về tiết kiệm xăng. Giá niêm yết của Honda Future tại thị trường Việt Nam hiện đang dao động từ 30,9 đến 32,6 triệu đồng. Ở vị trí thứ hai là Yamaha Jupiter 1,63 lít trên 100 km. Yamaha Jupiter là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda Future. Sức mạnh của Yamaha Jupiter đến từ động cơ 4 kỳ, dung tích 114 cm3, sản sinh công suất 9,9 mã lực và mô men xoắn cực đại 9,9 Nm. Xe sử dụng hộp số 4 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của mẫu xe số này là 1,55 lít trên 100 km. Hiện giá xe Yamaha Jupiter FE 2023 được đề xuất từ 29,4 đến 30,8 triệu đồng. Ở vị trí thứ 3 là SQM Enzo 125 1,7 lít trên 100 km. SQM Enzo 125 được trang bị có động cơ sản sinh công suất tối đa 9,8 mã lực và mô men xoắn cực đại 9,8 Nm. Theo đánh giá, động cơ của SQM Enzo 125 có khả năng hoạt động bền bỉ, thân thiện với môi trường. SQM Enzo 125 sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp 1,7 lít cho quãng đường 100 km. Tại Việt Nam, SQM New Enzo 125 2023 được phân phối chính hãng, một phiên bản với giá niêm yết là 26 triệu đồng. Ở vị trí thứ tư là Honda Blade 110 1,85 lít trên 100 km. Blade 110 cũng là một sản phẩm của Honda lọt top các xe máy tiết kiệm xăng nhất hiện nay. Theo đánh giá, phiên bản Honda Blade 110 tiêu chuẩn chỉ cần 1,85 lít xăng để chạy được quãng đường 100 km. Honda Blade 110 sở hữu động cơ Cylinder có dung tích 110 phân khối và la mát động cơ bằng gió. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,3 mã lực và mô men xoắn cực đại 8,65 Nm. Giá bán đề xuất cho Honda Blade 110 bản tiêu chuẩn 2021 là 21,9 triệu đồng. Ở vị trí thứ 5 là Honda Vision 1,88 lít trên 100 km. Là mẫu xe tay ga quốc dân tại Việt Nam, Honda Vision không chỉ chinh phục người mua bởi thiết kế đẹp mắt, động cơ mạnh mẽ mà còn vì mẫu xe này vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể Honda Vision 2023 có mức tiêu hao nhiên liệu được hãng công bố chỉ 1,88 lít trên 100 km. Trên thực tế, tùy vào tốc độ và điều kiện giao thông hiện tại mà mức tiêu hao có thể dao động từ 1,8 đến 2 lít xăng. Ở vị trí thứ 6 là Honda Way Alpha 1,90 lít trên 100 km. Cụ thể theo công bố thì mẫu xe số Way Alpha 2023 của Honda đạt mức tiêu thụ chỉ 1,9 lít cho 100 km. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là động cơ dung tích 109,1 cm3, la mát bằng không khí. Khối động cơ này tạo ra công suất 8,3 mã lực và mô men xoắn 8,44 Nm. Thuộc phân khúc xe số phổ thông và có mức giá tương đối rẻ, Honda Way Alpha phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Hiện nay mẫu xe đang bán với giá niêm yết từ 18,2
triệu đồng. Ở vị trí thứ 7 là Yamaha Sirius 2,08 lít cho 100 km. Yamaha Sirius được trang bị động cơ dung tích 110,3 cm khối, phun xăng điện tử, la mát bằng không khí. Có động cơ này có khả năng tạo ra công suất 8,7 mã lực và moment xoắn cực đại 9,5 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của mẫu xe số này là 2,08 lít cho 100 km, bản phanh cơ. Hiện giá niêm yết của mẫu xe này vào khoảng 19,3 đến 22,3 triệu đồng tùy phiên bản. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về top 7 mẫu xe máy tiết kiệm xăng nhất tại thị trường Việt Nam. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo với cho cô dì, chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video thì Thành xin một like đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.